Hello các chế, em đã lại trở lại đây, vừa gội đầu xong. Dạ, chim cút tớn. Ôi ngứa quá. Chế đâu rồi? Vào đây buôn với em một tí xem nào. Vào đây buôn dưa lê dưa hành để em kẹp cái tóc lên đã nha. Kẹp tóc lên để em make up với các chế. Có chế nào giống em không? Gội đầu xong tóc lúc nào cũng kiểu xẹp xuống kiểu như này này. Tẩm không? Hello em. Xin chào em. Ok, xong. Em váy đẹp à? Váy này mua ở Việt Nam đó. Mua và đến hôm nay bắt đầu mới mặc buổi đầu tiên này. Make up lên. Hôm nay em lại xin phép các chế cho em được lồng lộn. Cho em được lồng lộn. Ủa sao không có tiếng? Kỳ vậy? Mọi người có nghe thấy em nói không vậy? Sao má kia bảo là không có tiếng là sao? Cho hết âm lượng rồi đó. Mà sao không có tiếng là sao vậy? Kỳ cục vậy? Thấy chưa, má kia điện thoại bị hỏng rồi. Cái má nào vừa mới bảo là điện thoại không có tiếng á. Điện thoại đấy là điện thoại đòi tiền rồi. Đề nghị má mua điện thoại mới để vào xem live stream của em Nguyễn Thị Mai nha. Điện thoại của chế là đòi tiền rồi, thấy không? Kiểu lâu ngày không có bảo trì là bây giờ là bắt đầu là nó kiện cáo đó. Đề nghị chế mua ngay điện thoại mới ha. Gì má, mặc váy công chúa để nhận quà mùng 1 tháng 6 à? Thôi chị lại em. Không dám đâu. Hello em. Trời sao khô quá vậy? Em lại đi tớn. Đó, cái má nào vừa bảo là điện thoại không có tiếng là phải về xem lại cái điện thoại của má nha. Điện thoại đấy là điện thoại bây giờ là đòi tiền rồi. Cho kêu anh An lấy cái khô quá. Đi tớn. Các chế đợi em tí. Làm biếng quá à? Chế được lên báo luôn. Giỏi thật đó hả? Lạy má. Trời ơi, tôi lên báo lâu rồi nha. Đây là buôn với các chế vậy thôi. Chứ đâu có phải là đến bây giờ mới được lên báo. Cứ như kiểu gọi là gì đâu mà ham hố gì cái lên báo rồi các chế. Trời ơi, lên báo sao em đọc comment mà em cười muốn vỡ tim luôn các chế. Anh An ơi giúp Mai đi anh An ơi. Anh An giúp Mai cái này đi. Cho nước vào cái này đi. Nhanh lên anh An. Trông mặt em như không có kinh hoàng thần trưởng không. Trời ơi, đọc comment mà em cười. Té khói. Thôi đợi lấy cái mút kia đi, lấy cái mút kia tản cho nó cái nền lớp này nó mỏng. Hôm nay em mới được đọc à? Đi lối này đi, sồi đẹp trai mà sao kỳ cục vậy? Mà áo đôi đẹp cho mọi người ngắm tí đi. Kiêu thế. Nhìn chị hãm quá à. Ok, sorry em Lan nha. Trời ơi, đợi chị xíu ha. Các chế để im. Trước khi em sử dụng cái tuyệt chiêu của em cho em Ngọc Lan thì em phải múa, hiểu không? Múa tuyệt chiêu. Khóa mõm thần trưởng. Cha. Bye bye em Lan, vĩnh biệt em. Tạm biệt em. Chúc em một ngày vui vẻ. Từ nay đỡ phải vào Facebook của chị để chị phải dở cái chiêu của chị ra. Khóa mõm thần trưởng. Khổ thân em. Tự nhiên kêu người ta hãm là sao? Tội nghiệp người ta không? Tự nhiên nhảy vô Facebook người ta chửi người ta hãm. Em mới học được cái tuyệt chiêu khóa mõm thần trưởng. Nhưng mà kèm theo gọi là
Có chứ, anh An có hiểu Mai chứ. Có hiểu một ít tiếng Việt mà, chị Mai vẫn dạy anh An tiếng Việt mà. Mình không chơi với những người đáng ghét. Trưởng đi chị à? Khóa mõm thần trưởng. Á thế em trưởng siêu không? Trời ơi, em mới đi học được mấy cái bí kíp này về đó các chế, để em cài tóc lên. Tại vì em không thích chơi với người vô duyên đó. Tại vì em không có thích chơi với người vô duyên là một, người đáng ghét là hai, những người mà người ta kiểu hay vô duyên á, hoặc là những cái người mà hay sân si là em không có chơi. Tội gì, trời ơi, cuộc sống này đâu có sống được bao nhiêu lâu đâu mà tội gì mà cứ phải sân si đúng không? Hôm nay sống được bao nhiêu người với sân si, sốt ruột. Như hôm qua em kể với các chế đó, cái câu chuyện về cái con bạn thân em đó. Nó cũng một phát mà nó không có ưng là nó cũng 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 bỏ nhà chồng nó đi đâu, mình đâu không phải khuyến khích cái việc đấy, nhưng mà mình cũng ngưỡng mộ nó lắm. Đó các chế. Ngưỡng mộ nó lắm. Tội gì? Nhiều chế bảo em như này, hôm nay em nói thật với các chế nghe, là hôm nay mọi người tát tên em vào cái tát tên em vào mấy cái bài báo mà mọi người đọc có đọc ở trên mạng là viết về vợ chồng em đó. Thế xong bắt đầu mọi người mới tát tên em, thì em đọc comment em cười quá trời cười. Nào là bảo là cái gì? Con này thì thằng chồng nó mà không có tiền thì nó yêu cái gì? Mà em nghĩ em cũng buồn cười, em bảo dĩ nhiên rồi, đúng không? Tội gì em cũng kiếm được tiền mà. Đúng không? Thật sự là như vậy. Thật sự là như vậy, bản thân em cũng tự kiếm được tiền. Đúng không? Một tháng em cũng thu nhập, em cũng rủng rỉnh, em thích mua túi hàng hiệu, em cũng mua được túi hàng hiệu. Đó, cửa hàng em thích mua túi hàng hiệu, em cũng mua được túi hàng hiệu. Em thích mua quần áo xịn, em cũng mua được. Thế tự nhiên bây giờ bắt em lại bảo em, mấy ông lại bảo em là con này à, yêu chồng mày à, vì tiền chứ việc cái gì? Chồng mày thử không có tiền thợ, chồng mày thử là thằng thợ hồ xem mày có yêu không mà. Không. Không chơi, không yêu. Tự nhiên người ta cũng kiếm được tiền, người ta mua hàng hiệu, người ta dùng, hoặc người ta kiếm được tiền, người ta cũng siêu chứ bộ. Đâu có phải gọi là ngu dốt gì. Tự nhiên bắt người ta đi lấy hả ông phụ hồ. Còn lâu nhá. Không bao giờ lấy phụ hồ, ok. Không bao giờ lấy phụ hồ với xe ôm. Cho nên là các má mà cứ bảo em là mẹ con này lấy chồng này mà chồng nó mà thử thằng phụ hồ xem nó có lấy không. Dĩ nhiên là không. Tự nhiên các chế kỳ cục vậy. Chồng em vừa đẹp trai, vừa gọi là đáng yêu, xong lại còn lãng tử, xong lại còn lịch sự. Trời, thế thì em mới lấy chứ, tội gì em phải đi lấy thằng thợ hồ, đúng không? Em cũng kiếm được tiền mà. Tội mẹ gì mình phải lấy thằng thợ hồ, mình phải có cái ông nào đẹp trai, đáng yêu, xong rồi hả, ga lăng với mình thì mình mới cưới chứ. Tự nhiên mình đi lấy thằng thợ hồ làm gì? Điên à? Không nha. Xong rồi có mấy chế bảo em này chứ. Mắc cười lắm, hôm nay em đọc comment em cười quá trời, em cho ông xã em, cho anh An coi đó, trời hai vợ chồng cười quá trời cười luôn. Xong rồi có chế bảo là mày cứ đợi đi, rồi hả mày lấy thằng chồng mày về rồi vài hôm á, vài hôm nó bỏ mày. Vài hôm nó bỏ mày đúng không, vài hôm nó bỏ mày, nó lấy con khác. Nhưng mà chào mừng luôn. Thật sự em nói có chế nghe, cái loại chồng thật sự em mà tính em là như vậy. Tại vì sao? Em xuất thân là một cái người rất là nghèo, em xuất thân là một cái con đàn bà rất là nghèo, nghèo rớt mồng tơi. Ngày xưa nhà em cũng nghèo, sau đó thì mình cũng phải vận động đúng không, mình cũng phải tự thân vận động, rồi bắt đầu mình cố gắng mình kiếm tiền, rồi bắt đầu mình cửa hàng cửa hiệu, xong bắt đầu rồi mình cũng phải làm ăn buôn bán, mình có tiền đúng không. Thì bản thân em đã là xuất thân là một con đàn bà rất là nghèo. Xong có mấy chế ở đấy chửi em là cái gì, con này chân đất mắc két. Quá chuẩn, 10 điểm. Bởi vì sao? Đúng, em chân đất mắc két, em đúng nhà quê mới lên. Thật sự là như vậy đó, thật sự là như vậy. Em không có giấu cái điểm đó, bởi vì em nghĩ rằng là nhà quê thì đâu có sao đâu, nhà quê đâu có ăn hết cơm hết gạo của các má đâu, đúng không? Nhà quê mà người ta phấn đấu, người ta kiếm tiền, người ta làm lụng cho gọi là có tương lai, còn hơn là những cái người mà cứ chê chê người ta như vậy. Cho nên em không ngại cái đó. Cái xong rồi bảo em là mày cứ đợi đấy, rồi thằng chồng mày sẽ bỏ mày. Em nghĩ như này là thật sự tính em. Bây giờ em có tiền thật, thật ra em nói thiệt với các chế nghe. Bây giờ em có tiền thật, bây giờ chồng em có tiền thật,
em tiêu tiền nhiều thật, nhưng mà em xác định rõ trong đầu nếu như mà thằng nếu như mà mình đến với chồng mình á, mà chồng mình mà cặp kè với con khác, bỏ con khác thì thôi mình lại về Việt Nam chả làm sao cả. Tính em không có sợ, thật sự là như vậy. Có những người đàn bà khác sẽ là như kiểu là lấy chồng, ví dụ như chồng có điều kiện hiểu không, là bắt đầu lấy chồng về rồi là sợ lắm, sợ như kiểu là biết đâu chồng lại đi cặp bồ, xong chồng sẽ bỏ mình, xong rồi mình sẽ không có tiền, mình đang sống cuộc sống sung sướng, ăn sung mặc sướng, xong rồi tiền á tiêu không hết, xong rồi đến lúc bây giờ mà chồng mà bỏ mình là mình sợ lắm, mình lại phải về mình sống nghèo sống khổ. Không, em có lâu, em á, nếu mà chồng em bỏ em á, chồng em đang sống cuộc sống rất là sung sướng đúng không, một bước gọi là xuống xe, hai bước xuống xe, một bước có người hầu kẻ hạ. Nhưng mà nếu mà chồng em bỏ em đúng không, em sẵn sàng em về Việt Nam ăn mì tôm vẫn là chuyện bình thường. Nếu như em phát hiện chồng em ngoại tình chả làm sao cả, em không sợ. Em hơn, em các chế đấy có chửi em nhưng mà em nghĩ như này, em nghĩ trong đầu em hơn người, những cái người đàn bà lấy chồng khác ở ở cái phương diện là em không có sợ. Sợ gì bố con thằng nào, bởi vì sao, cuộc đời mình cũng ăn mì tôm bỏ mẹ đi rồi ấy. Cuộc đời mình cũng ăn rau muống rồi, ngại mẹ gì. Lấy chồng cảm thấy vui thì ở, không về thì mình lại về ăn mì tôm với lại rau muống. Sợ mẹ gì, em không có sợ. Em không có sợ cái điều đó, cho nên các chế không phải sợ dùm em. Không phải dọa dùm em là bảo là thôi chồng mày nó bỏ rồi mày chết mà còn lâu nhá, còn lâu mới chết. Bởi vì sao, bởi vì nếu chồng em bỏ em thì em lại về Việt Nam em làm công việc của em cũng đủ tiêu. Sợ mẹ gì đó. Xong mình cũng phải nắm đằng chuôi chứ, đúng không? Em là cũng đây, đợi em xíu, em kẻ cái lông mày tí, em kể chuyện cho các chế nghe. Em nói thật với các chế, cái hôm trước em có chia sẻ với các chế là em có nói cái chuyện là vợ chồng em có ký cái hợp đồng hôn nhân á. Cái hợp đồng hôn nhân này các chế lên Google search là ra liền. Đó, nói chung là lên Google là search là ra liền. Là sao? Là cái này bảo vệ cho phụ nữ mình lắm các chế. Các chế cứ lên Google, các chế cứ search tại sao người ta lại phải dùng hợp đồng hôn nhân nhân. Thì vợ chồng em cũng ký hợp đồng hôn nhân. Nếu như mà trong cái lúc mà em cũng phải nắm đằng chuôi chứ, đúng không? Nếu như mà trong lúc chồng em là đang là chồng trên pháp luật của em mà có ngoại tình với cô khác, mà em gọi là em bắt được top, mà em gọi là có được chứng cứ á, em khởi kiện á, 80% cái tài sản mà thống kê giữa hai vợ chồng em là thuộc về em. Còn chồng em ra đi chỉ có 20% thôi, bởi vì đáng nhẽ là em bảo với chồng em là 100%, nhưng mà bởi vì là cái cô luật sư có bảo là không có làm được 100%, bởi vì là khi mà làm 100% thì nó cái đó người ta không có chấp nhận. Ít nhất là 80-20. Đó, 80-20, cho nên là em sẽ lấy 80%, còn 20% cái mẹ chồng em mà có thích đi với con khác em cho đi luôn. Em cứ giữ được tiền của em rồi, em mà bắt được top mà đi cặp kè với con này con kia, em có chứng cứ em đẩy ra tòa, 80% là tiền của em. Trong đó ông chồng em còn phải ký thêm một cái khoản nữa là không có được quyền dành quyền nuôi con với em. Cho cút luôn. Cút luôn. Chả được gì phải sợ cả. Đó, đấy là em đang nói chuyện là thực tế. Còn cái về trên cái đấy là thực tế thôi, còn về trên tinh thần á, tinh thần em chả sợ, em chả sợ nghèo, em chả sợ khổ, bởi vì em khổ bỏ mẹ đi rồi ấy, em nghèo bỏ mẹ đi rồi ấy, cho nên là cái cuộc sống của mình không có sợ gì cả. Ví dụ người ta sống cái cuộc sống nhung lụa nó quen rồi, xong bây giờ tự nhiên mà bảo mà bỏ chồng một cái, tự nhiên ví dụ đang sung sướng như vậy bỏ chồng một cái là mình khổ á, là mình sợ. Chứ riêng em chả sợ, chả sợ cái gì rồi, mình cũng ăn cơm rau muống bỏ mẹ đi rồi ấy, chả sợ gì cả. Còn cái gì khổ hơn, nghèo hơn bản thân mình đâu. Việc gì phải sợ. Ở với nhau được thì vui, mà không ở được thôi. Nhưng ở Việt Nam có luật này, có luật này em ơi. Em cứ lên Google em search lên, Nhung ơi, Nhung lên Google em search cái hợp đồng hôn nhân á, là nó ra liền. Chẳng qua là Việt Nam mình không có áp dụng nhiều thôi. Giống như kiểu khám sức khỏe tiền hôn nhân ấy, xem là có bị các cái bệnh xã hội, hoặc là những cái bệnh ví dụ viêm gan B, hoặc là HIV, các thứ đó. Bên nước ngoài người ta hay phải khám bệnh như vậy. Bên nước ngoài người ta hay phải khám bệnh như vậy, hoặc là xong rồi bắt đầu là ký hợp đồng hôn nhân. Nhưng mà cái này ở Việt Nam mình có chưa có phổ biến. Em cứ lên Google em search là nó ra liền à. Kẻ hư rồi à, ở đây đợi chị Mai tí. Ui giời, nói chung là em không có sợ. Quốc tịch hả, em cũng không thèm nhập quốc tịch Canada luôn, em nói các chế nghe. Thật sự là như vậy, có nhiều chế, thật sự là mấy người mà có là ví dụ như mà lấy chồng á, mà theo như ở lấy quốc tịch ấy,
lấy quốc tịch, ví dụ như là chồng em là người Canada nha, em nói cho chị nghe, có cái quốc tịch người Canada cũng cũng thích lắm chứ bộ. Bao nhiêu người người ta còn mua quốc tịch còn chẳng được, rồi người ta còn tìm đủ mọi cách để người ta có cái quốc tịch của Canada. Trời ơi, có quốc tịch Canada sướng lắm chứ đâu, có phải không đâu. Nhưng mà em không, rồi em lấy chồng em cũng không đổi tên luôn. Thật sự, vừa tám vừa kẻ lạch cả. Thôi, chịu khó đi. Bình thường em đã xấu rồi cơ chế, hôm nay xấu một tí cũng chẳng sao. Em đã xấu hết, gọi là hết phần của thiên hạ rồi, cho nên là không có sợ. Là em nói cơ chế nghe là em lấy chồng em cũng đâu có đổi tên đâu. Thật sự. Chị Mai không có nói chuyện, không có bao giờ tinh vi, mà nó là sự thật. Nói thật với em là như vậy. Nếu mà em cảm thấy là chị Mai nói chuyện khó nghe quá thì thôi, chị Mai xin lỗi em tìm cái Facebook khác em chơi. Nhưng thật sự là em cũng không có đổi quốc tịch, và bản thân lúc mà em lấy chồng em cũng đâu có đổi em cũng đâu có đổi tên đâu, thật sự là như vậy. Đó, bởi vì em cảm thấy là tên của em là do bố mẹ em đặt ra. Em thích thì em đổi, không thích thì thôi, mình không có gọi là phải đặt nặng vấn đề đấy quá. Đợi em xíu, đợi em xíu. Em vẽ cái môi em kinh quá các chị. Thì là hôm nay em xem mấy cái comment mà em đọc, thật sự là em bó tay ấy. Trời ơi. Tại vì sao em thấy là sau khi em đọc comment á, là em nhận ra một điều rằng là thật sự là các chế, em nói các chế nghe là các chế là cực kỳ nhát gan. Cực kỳ nhát gan luôn á, tại vì các chế cái gì cũng sợ. Các chế bảo là lấy chồng như này vài hôm nó bỏ. Đó. Là chứng tỏ các chế sợ chồng ở nhà, sợ chồng bỏ đúng không? Đó, xong rồi các chế bảo là vài hôm rồi bắt đầu hai vợ chồng đánh nhau, chửi nhau, bỏ nhau. Em chả sợ cái đấy. Thật sự là em không có sợ cái đấy. Bởi vì em đã khổ quen rồi. Cho nên em không có ngại là nếu như mà em có bị đây cái này màu số 131 nha các chế, để em đánh cái màu mắt tí. Cho em đánh cái màu mắt tí nhìn hơi ghê. Em không có sợ. Bỏ thằng này thì lấy thằng khác, là thật ra là em không có cái quan điểm như vậy. Thật sự là mình lấy chồng thì mình đâu có muốn bỏ chồng, em nói thật các chế nghe. Đó, gần 2.000 các chế ở đây, em hỏi các chế nghe như này, lấy chồng đâu có ai muốn bỏ chồng, lấy chồng đâu có ai muốn ly dị đâu. Có chế nào mà muốn lấy chồng mà muốn bỏ chồng thì giơ tay. Có chế nào mà muốn lấy chồng xong rồi bảo là lấy xong rồi bỏ chồng là không có ai muốn. Nhưng mà thật sự là mình phải xác định rõ cái tư tưởng trong đầu của mình đó chế. Xác định rõ tư tưởng trong đầu của mình là sao? Là khổ cũng được, khổ cũng được, nghèo cũng được, nhưng mà nhất quyết là không có chịu cái kiểu là sống chung chồng. Em không có chung được chồng. À, thật sự là không có chung được chồng. Tại vì sao? Nhiều chế cứ bảo là mày á, cứ như vậy đi, rồi đến lúc có chồng mày bỏ mày rồi hả, mày trắng mắt ra, bảo em không có sợ chồng bỏ. Tội mẹ gì mà sợ chồng bỏ. Đúng không? Mình có tiền mình tự tiêu. Đúng không? Mình có tiền, mình có nhà, em có chế nghe. Em không có ngại, thật sự là như vậy. Nếu mà chồng em bỏ em về Việt Nam em cũng có nhà, em cũng có hai ba cái nhà ở Việt Nam, sợ mẹ gì bố con đằng nào, em cũng có điều kiện, mình cũng kiếm được tiền, không có sợ đó. Chứ còn nếu mà cứ khúm núm, tất nhiên là mình số tiền của mình thì không thể nào mà đọ với tiền chồng mình được, đúng không? Đó, dĩ nhiên là chồng em có nhiều điều kiện hơn em, nhưng mà em nói cho chị nghe, mình cứ phải xác định rõ trong trong đầu, thà rằng lúc mình ở với chồng mình sướng chết đi được ấy, nhưng mà mình cứ kiểu khúm núm quỵ lụy. Trời ơi, em sợ lắm anh ơi, anh đừng bỏ em xin anh, em lạy anh đấy, anh đừng có bỏ em. Trời ơi, em lấy anh á, anh là lắm tiền nhiều của rồi á, em sợ anh bỏ em lắm, rồi em chỉ muốn là ở cạnh anh thôi, anh làm ơn anh đừng bỏ em, anh đừng cặp kè con này con kia. Không, tính em còn lâu như vậy. Không, nghỉ đi. Không, nghỉ đi. Cảm thấy thích thì là hai vợ chồng hợp nhau yêu nhau, anh tôn trọng em thì em yêu anh, mà anh không có tôn trọng em thì thôi, chúng mình anh đi một đường của anh mà em đi một đường của em, không liên quan đó. Tội gì nhiều lắm mình lại về mình ăn dô muống. Có đây 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 đây, đợi em tí, nó hơi có nhiều cam, hay là em đổi màu màu son đi để em đánh cái mắt lên đã nha. Cái mắt này là chưa có vẽ mắt các chế.
Có chế nào kiểu đánh son đánh phấn kiểu dở hơi ăn cám lợn như em không? Càng quỷ lị càng chán, đúng rồi. Chính xác các chế. Thật sự mình cứ như kiểu mình lấy chồng mà, chứ mình đâu có phải là mình đi về mình làm ô sin đâu, mà tự nhiên mình cứ phải quỵ lụy chồng mình, đúng không? Cứ như kiểu, cho nên là nhiều nhiều chế em thấy các cô hoa hậu diễn viên cũng vậy đó. Các cô hoa hậu diễn viên người mẫu mà lấy được chồng giàu á, các chế là nhiều khi là như kiểu là không dứt ra được ấy. Tức là kiểu mình như kiểu mấy cái các cô hoa hậu diễn viên người mẫu mà những cái người mà xinh gái mà lắm tiền á, mà tự nhiên lấy chồng đại gia hoặc là ví dụ chồng có tiền đi chẳng hạn, xong rồi lấy về rồi bắt đầu là lúc nào cũng sợ mất chồng đó, xong bắt đầu là quỵ lụy theo cái kiểu là bây giờ là nếu mà không quỵ lụy như vậy sợ rằng là chồng sẽ bỏ mình, sợ lắm. Thì chính vì cái tâm lý đấy thì người ta sẽ cảm thấy là à chỉ cần cái cô này cô sợ mình bỏ cô ấy lắm đó, chỉ cần mình dọa một cái câu này thôi là mình có đánh cô hay là mình chửi cô ấy. Có nhiều cái vụ mà có cái đợt trước có cái vụ hoa hậu nào mà cũng lấy chồng giàu lắm, xong bắt đầu là bị chồng đánh á, xong bắt đầu lên trên báo tố là chồng đánh sưng mắt sưng mày sưng mũi, xong rồi một thời gian sau lại yêu một cái anh khác, nó lấy cưới một cái anh khác, cái cô hoa hậu đẹp lắm này, cái cô gì này duyên lắm, có cái má lúm đồng tiền em quên mất tên rồi đó. Cho nên là cái lúc mà đấy là cái sai lầm mà nhiều nhiều chị em mà cứ lấy chồng giàu xong bắt đầu hoặc là chồng có điều kiện là bắt đầu mình khúm núm mình sợ, cha được mẹ thì phải sợ, ở được với nhau thì ở, chẳng được ở được thì thôi, chứ còn yêu nhau lấy nhau là vì tình cảm mà hết tình cảm rồi thì thôi thì coi như là chấm dứt, đúng không? Chứ còn đâu có phải đợi đến cái lúc mà phải quỵ lụy vì vì tiền không, khổ cũng được nghèo cũng được ai mà chịu được đó. Đúng rồi, đúng cái cô hoa hậu đó đó, đẹp quá trời đẹp, mà em thích cái cô hoa hậu đó lắm các chế, đẹp quá mà tội nghiệp quá à. Đó cho nên là mình cứ phải như vậy, tính em là như vậy. Không, không chơi, không chơi phụ thuộc. Tất nhiên là vẫn có nhiều cái hai vợ chồng vẫn phải bàn bạc tiền nong, ví dụ ở với nhau thì mình phải bàn bạc tiền nong là đúng rồi, đúng không? Lấy chồng về thì dĩ nhiên là phải bàn bạc tiền nong rồi. Nhưng mà quan điểm là mình không có khúm núm, hiểu không? Mình không có khúm núm. Mình lấy chồng cơ mà, mình về mình làm vợ cơ mà, chứ mình đâu có phải về mình làm ô sin. Ô sin người ta cũng không phải khúm núm như vậy. Thật sự em nói có chế nghe, ô sin cũng không phải khúm núm như vậy. Như nhà em cũng có giúp việc này, cô giúp việc cô đi ra đi vào vẫn rất là bình thường đó, mà cô muốn nhờ cô làm cái việc gì thì nhà em cũng phải dùng cái câu là làm ơn, ví dụ như là cô ơi làm ơn cho con cốc nước, cô ơi làm ơn nấu cho con nồi canh, mình vẫn phải dùng cái từ làm ơn. Ngay cả ô sin thôi đến tháng vẫn phải trả tiền, xong rồi hả người ta bưng cho mình cái cốc nước mình cũng phải cảm ơn. Đằng này đây mình lấy chồng về mà chả nhẽ mình bưng cho mình cho chồng mình cốc nước mà chồng mình không cảm ơn là mình chịu được sao, chịu sao được. Ô sin người ta cũng chẳng phải khổ đến cái mức đấy, ô sin vẫn có được cái quyền người khác tôn trọng mình như thế. Thì chẳng nhẽ bây giờ chồng mình cưới chồng mình về mà chồng mình không có tôn trọng mình mà mình chịu được sao, còn lâu có chế. Không, không chơi như vậy, tính em là như vậy, quan điểm rất rõ ràng, rất rõ ràng và luôn luôn gọi là thống nhất, quan điểm rất rõ ràng và thống nhất đó, cảm thấy hợp nhau đến với nhau vì tình yêu thì sẽ ở với nhau vì tình yêu, còn nếu mà lúc mà đã hết tình yêu rồi thì thôi nghỉ, coi như là chuyện tình của chúng ta chỉ chấm dứt tại đây thôi, chứ em không có chơi cái trò, em không có chơi cái trò khúm núm. Mình còn gì để mất đâu, mình còn gì để khổ đâu, cứ nghĩ như vậy đi, gọi là được ăn cả ngã và ngã về không, như vậy cho nó thoải mái. Cái bút này nó hết mực rồi, cái bước bút này nó hết mực rồi, đợi em xíu ha. Thật sự đấy là cái sự thật thôi, bởi vì sao, bởi vì giúp việc người ta mình cũng phải tôn trọng người ta chết đi được ấy, thế thì mình lấy chồng về chồng mình cũng phải tôn trọng mình thôi. Nhiều chế bảo với em như này, nhiều chế bảo với em là ý là bảo em á là comment bảo em là ý là bảo là chồng em như thế á, chồng em á đấy là chồng mày như vậy thôi thì mày chẳng phải sợ chồng mày này kia các thứ. Không, điên à, ông là chồng mình chứ ông đâu có phải là bố mình mà mình phải sợ. Bố mình cũng chẳng sợ, bởi vì sao, bố mình làm điều đúng điều hay điều lẽ phải thì mình gì phải sợ. Bố bố mình cũng thế mà chồng mình cũng thế, đúng không? Mày phải sợ chồng mày, và không, em chả biết gì phải sợ với chồng em cả,
hai vợ chồng lấy nhau ngang nhau thôi. Chồng em chứ đâu có phải ma đâu mà em sợ, đúng không? Ma em còn chả sợ, ma khi sợ em. Nhưng mà em sợ ma thật. Sợ ma thôi chứ không có sợ chồng cơ chứ. Anh ơi, xong chưa? Xong chưa? Chết rồi, cái này nó hết mực rồi. Mai phải mua cái bút mới anh ơi. Không cần thiết phải khúm núm. Đúng rồi em. Thật, đây là chị Mai nói thật. Tại vì sao? Mình càng sợ thì người ta lại càng được, càng cái được đà lên tiến tới, đúng không? Đó, mình càng như kiểu mình càng khúm núm, mình càng sợ người ta thì người ta lại càng cho rằng là người ta có cái quyền. Đó, nhiều khi là sẽ có những người đàn ông người ta sẽ nghĩ là như này này, tại vì tôi có tiền đó. Đó, những cái người mà như kiểu người ta có điều kiện đó, xong là lấy những cái cô gọi là hoa hậu diễn viên về thì người ta sẽ nghĩ là bởi vì tôi có tiền cho nên tôi cưới cô về, tôi cưới cô về rồi mà cô phải biết cái kiểu biết ý biết tứ á, là phải sợ tôi, tại vì tôi nuôi cô, tại vì cô chỉ ở nhà ăn bám thôi cho nên là tôi phải nuôi cô, cho nên là lúc nào cái người phụ nữ cũng kiểu khúm núm. Đó, chỉ ví dụ hôm nay mà cô muốn đi chơi với bạn bè mà xin phép chồng đi chơi mà nhìn thấy cái mặt chồng mà kiểu là không vui á, là không có dám đi chơi, kiểu như vậy, khúm núm như vậy. Đó, xong mà càng khúm núm như vậy thì sao, thì lại càng bị như kiểu là bị đối phương coi thường ấy cơ chế. Nghĩ là con này nó sợ mình bỏ nó lắm này, kiểu gì là cái người chồng đó, người chồng người ta cũng nghĩ trong đầu đó, con này nó, con vợ mình nó sợ mình bỏ nó lắm thế này, mình chỉ cần dọa nó là mình bỏ nó thôi là nó sợ gọi lá vãi đái ra rồi, cho nên là mình phải kêu đó, mình phải kêu lên bởi vì vợ mình sợ mình, mà vợ mình sợ mình bỏ quá đó. Xong rồi hoặc là ví dụ nhìn thấy vợ như thế này là bắt đầu là nghĩ là à bây giờ mình mua cho vợ mình cái túi đắt tiền, mua cho vợ mình cái quần áo thật là đắt, cho nên là vợ mình nếu mà không có ở bên cạnh mình nữa là vợ mình không có những cái thứ đó, không có điều kiện để mua túi đắt tiền, không có điều kiện để mua váy, rồi không có điều kiện để làm những cái việc khác, cho nên là con vợ mình là nó sợ mình lắm đây này, mình nắm đằng chuôi, mình nắm đằng chuôi như vậy là con vợ mình nó sợ mình lắm đó, thì mình càng khúm núm như vậy thì nó càng sợ thôi. Tội gì phải thế? Em là tính em là vậy đó. Tóc em chưa khô rồi các chế, đợi em xíu ha. Đánh cái cần tua lên. Nhưng mà em sẽ đổi màu son các chế, màu son này kinh quá, nó không có phù hợp. Cái màu son này nó không có phù hợp ha các chế. Oh, chị Mai đi chơi, chị Mai đi xem phim. Chị Mai đi xem phim cho nên phải đeo kính vào. Đó. Được chưa? Thôi, kệ đi, tóc tai lù xù như này cũng được. Da mặt trắng quá so với người à? Thôi em ơi, buổi tối chắc không ai nhìn cái gì đâu. Tại vì tính chị Mai cũng kiểu phổi bò lắm. Mà thật sự là em nói các chế nghe là nhiều khi à trắng quá à? Kinh quá không? Thôi, kinh quá cũng được. Đẹp hơn hàng ngày là được rồi. Màu đỏ hả? Hay đánh màu đỏ đi, đánh màu đỏ của cái này đi. Các chế đợi em một giây được không? Đợi em một giây thôi. Thế thì em sẽ thay cái màu này, đánh sang cái màu đỏ. Tại vì đi coi phim thôi mà, lát nữa lại về lại tẩy trang thôi. Mai ơi, mai qua 382 đội cấn mua mỹ phẩm ủng hộ chị Mai đi. Chị Mai có hai cái cửa hàng ở Hà Nội đó. Một cái cửa hàng ở 382 đội cấn, một cái cửa hàng ở Mỹ Đình. Đề nghị em Mai vừa hỏi chị Mai là làm cái nghề gì, đề nghị em là đi qua cửa hàng chị Mai ủng hộ chị Mai đi. Có hai cửa hàng mỹ phẩm đó, qua ủng hộ đi, nhân viên dễ thương lắm. Nhân viên đứa nào cũng dễ thương, đẹp gái nữa. Lại còn Thảo Mai. Nhân viên nhà em toàn Thảo Mai thôi. Ấy đánh cái màu đỏ ha. Các chế bỏ đánh màu đỏ đúng không? Ấy đánh cái màu đỏ. Không được, đánh cái màu đỏ này càng kinh hơn ấy. Chế nào vừa xui em đánh màu đỏ đấy. Em thấy màu đỏ này kinh hơn ý.
Có kinh hơn không? Thôi, lậy chế em thấy không không được đâu, đánh màu đỏ này nhìn ghê quá à. Nó không có hợp với kiểu make up này đâu. Ghê không? Ghê không? Thế nào xui em đánh màu đỏ vậy? Thôi không đánh màu đỏ đâu, nhìn chết ghê chết mẹ. Chế này thù hằn gì em? Chưa đánh xong cái môi nhưng mà phải nói luôn. Thù hằn gì nhau, ghét thì nhau, tự nhiên sao xui người ta đánh màu đỏ vậy? Màu đỏ nhìn ghê quá à, trông như kiểu bà thím á. Thôi lạy má. Thôi nha, lạy má, tự nhiên xui người ta đánh màu đỏ kinh thấy mồ. Anh ơi, wet tissue please. Giúp em đi nhanh lên. Trời ơi, nhìn em kinh quá. Giúp, 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 giúp vợ. Đấy, chứng tỏ là chế nào vừa ghét em, xui em đánh màu đỏ. Quá kinh. Xin cảm ơn anh. Đây, dạ anh. Đóng vào. Ok. Ô, anh ơi. Mang shoe cho em đi. I don't know. Ok. Not really. I'm not gonna walking, right? No, just from the parking lot to the theater. It's not gonna. Where are we gonna do it? Just a normal walk. It's not too far. Is it in Vivo City? Yeah, Vivo City. Okay, Vivo City is not that bad. Okay, good. Okay, I'm going with Jimmy Choo. Okay. Jimmy Choo shoes. And how about for the AC? What AC? In the theater. Oh, I have this one. I got it. I got the, oh, whatever it's called. What is it? You have a shawl. Yeah. It, yeah. It's fine. Why don't you? Sorry. Okay. Thôi, quay lại màu Chanel đi các chế. Màu nút à? Màu nút ở đây 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 đây. Thế thì em đánh cái màu nút này. Các chế đợi em một giây. Đó, tự nhiên cái xui em đây có cái màu nút của Burberry này, màu này đánh đẹp này các chế. Rồi, lúc nào cũng dễ đánh. Đây. Được chưa? Đẹp hơn chưa các chế? Thôi nha. Cái má nào vừa xui tôi đánh màu đỏ. Cái má nào vừa xui tôi đánh màu đỏ. Không điểm về chỗ. Ok. Không điểm về chỗ. Lần sau không được xui người ta đánh màu đỏ nữa. Nghe chưa? Đánh cái màu đỏ mình kinh thấy mồ. Mà mình cũng ngu. Mình nghe người ta xui đánh màu đỏ. Mình cũng đi mình đánh màu đỏ nữa. Đây, màu này đẹp hơn chưa? Why you turn off the light? Sorry. Why don't you turn off the AC? Yeah, that's what I meant to do. Okay. Sorry, I'm just excited about the date. I know. Okay, Jimmy Choo shoes, please. Then I'm. Honey. Yes, that's all. Jimmy Choo shoes, please. Yeah. Here we go. Thank you. You're welcome. Careful when you put them on, please. Okay. Ho ho ho. This dress is safer. Lần sau không được xui em đánh màu đỏ nữa. Các chế nhớ rõ chưa? Thù ghét tí nhau cũng không được xui nhau kiểu đấy. Xấu quá. Xấu không thể tưởng tượng được. In Singapore, every girl goes to a movie where Jimmy Choo or Louis Vuitton. Just stop it. You're so annoying. Okay, get this one. And then this one. Ew. Here. Okay, thank you. And then hold it. What else? Finish? I'm just looking for my phone. Okay. Xong. Rất may là các chế. Em bảo. Quên mất. Ồ không có mascara. Ồ đúng rồi, quên mất. Xin cảm ơn em Christina. Đẹp quá. Đúng rồi, xin cảm ơn em. Đợi em đó, kính cận đó. Nhưng mà đúng rồi, cảm ơn em nha. May quá chị chưa có chút mascara. May mà có em nhắc chị. Chị xin tặng em 10 điểm. 10 điểm. Còn chế nào vừa xui em đánh son màu đỏ. Không điểm về chỗ. Lần sau không được xui em đánh màu đỏ nữa. Màu đỏ quá kinh. Quá kinh cho một cuộc tình. Rồi. Thế có thấy chế thấy em chuốt lông mi lên lồng lộn chưa? Lồng lộn chưa có má?
Rồi, chớp chớp. Rồi, đẹp gái quá. Đẹp gái quá. Ok, tóc thì chưa có khô luôn. Chuốt sang bên này. Tặng em 10 điểm. Không cho xem váy. Không cho xem váy. Biết đâu lại bị hở nhú. Hôm trước em đã bị hở nhú rồi. Các chế có nhớ hôm trước em đã phải xóa một cái live stream bởi vì em bị hở nhú không? Em là bây giờ rút kinh nghiệm. Mỗi một lần mà em cứ kiểu tính em là kiểu phổi bò ấy, em không có hay để ý nhiều đâu. Đứng lên là bắt đầu là hở nhú hay hở mông lên là bắt đầu lại phải xóa video. Đó, khổ thân em lắm. Các chế cứ bảo là Mai ơi đứng lên cho chế xem cái áo hoặc cái quần hoặc là đôi giày. Nhưng mà mắt trước mắt sau em mà đứng lên đó là bắt đầu là sao? Là bị hở nhú hở mông. Thôi không chơi. Đó, chút xong đẹp không? Đó. Hôm nay em đi quả giày hơi bị đẹp. Giày của Jimmy Chu. Giày cưới của em. Đó, đẹp lắm. Đây này, các chế để em. Cái đầm này đi với cái giày này đẹp không? Đó, cùng màu và cùng tông này. Đó. Giày của Jimmy Chu đấy, đẹp không? Cái giày này mua từ cái đợt mua đến giờ là đi được có mấy lần thôi này. Đế vẫn còn mới, ừ. Hơi bẩn bẩn nhưng mà vẫn còn mới. Đấy, dưới này cũng làm bằng da luôn. Thôi chuốt mi trên không, chuốt mi dưới tí nữa rồi biết đâu á. Nó bị nhòe. Đề nghị các chế qua 382 đội cấn mua son. Hoặc là qua cơ sở ở Mỹ Đình. Có hai cơ sở, một cơ sở ở đội cấn, một cơ sở ở Mỹ Đình. Mua son ủng hộ cho em. Đó. Thôi em đi đây. Hở nhú hở mông. Đây 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 các chế muốn xem đúng không? Đây. Nhưng mà nhá, nếu mà em có bị hở nhú hay hở mông thì đừng có chửi em nha. Đây là không có phải là cố tình khoe mà không may mà có bị hở nha. Tại vì em bị hở mấy lần rồi. Khổ thân em lắm. Không phải là không muốn cho mọi người xem đâu mà em sợ bị hở nhú hở mông là bắt đầu bị chửi là cô này cô kia là khoe nhú khoe mông là không là em đâu có thích đâu. Đó. Đây 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 các chế. Đợi em tí. Em chỉnh mông chỉnh tĩ đã. Chỉnh mông chỉnh nhú trước khi mà cho các chế xem. Các chế lại bảo là đó. Đây 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 đây. Cái đằng sau lưng đây các chế. Nhưng mà trắng quá, cái mặt em trắng quá các chế biết sao? Vì em đi du lịch suốt. Thế là bây giờ cái tông make up này nó bị trắng hơn so với lại cái người em ấy. Giày đây. Giày đây. Xinh không? Đôi giày này xinh không? Đấy. Thôi nha. Nếu mà có hỏi yếu hỏi mông gì các chế đề nghị các chế buôn với em, inbox cho em hoặc là comment cho em biết là em đã bị hở nhú hở mông để em xóa cái video này đi đi nha. Lần nào cũng bị hở à, khổ cái đời em. Đó, đẹp quá, em cũng thích cái đôi giày này lắm các chế. Em cũng thích cái đôi giày này lắm. Đó, của Jimmy Choo đây nè. Đôi này là hôm ấy hai vợ chồng em mua là cũng rơi vào là hơn 30 triệu đó. Xong bắt đầu mua về em nói các chế nghe em mua về em tiết kiệm em đâu có dám đi đâu, hôm nào có dịp gì vui vui em mới đem dám đi. Cái xong chồng em bảo em kỳ cục quá mua giày về đâu có thấy em đi đâu. Xong mình bảo thôi tích tiền lắm, giày đắt tiền mình chỉ thỉnh thoảng mình đi thôi. Chồng bảo đi đi đó, mua thêm mấy đôi nữa cho mà đi. Thế là từ đợt đấy là bắt đầu em mới xóa dám đi tiết kiệm, lâu lâu đi giống như kiểu trẻ con ấy, mua giày mới đi xong bắt đầu chỉ dám đi ở trong nhà đâu, đâu dám đi ra ngoài đâu. Thôi. Không, chị Mai phải đeo kính bởi vì đi coi phim mà không có đeo kính là đâu có nhìn được cái gì đâu. Chị Mai không có nhìn được cái gì hết á. Ồ, nội y để mặc với cái đầm này hả? Mua cái silicone nhỏ nhỏ như này che cái đầu dú vào nha. Che cái đầu dú vào ha, nhớ nha. Dán nó vào đây này. Thôi nha, chị Mai đi đây. Chúc các chế có một buổi tối vui vẻ, rảnh rảnh em lại buôn với các chú, các chế. Có cái chuyện gì lại buôn với các chế sau ha.